Vợt được tặng mà lại đem bán thì có tội lỗi không nhỉ? Này lên cho em vợt 1.000 Z này, quả cuốn cán ALP, lắp gen rồi lên thêm quả lưới. Chi phí đầu tư là 180k rồi, bán 300k, lộc lại cho bạn tặng vợt mình 60k, mình lãi 60k. Thế có khi là hợp lý phải không cả nhà?